Chào tất cả các bạn nha, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Hôm nay thì mình và anh Mỹ Hải với cả một số người em của mình nữa tiếp tục vào cái bản mà chưa có điện và với những cái dãy núi đá chập trùng. Đấy, lần trước mình đã khám phá ở trong này rồi đó. Thì hôm nay thì mình cũng không có nhiều, có mấy thùng mì tôm nhưng mà mấy người em của mình đang cầm đi sau, mình và anh Hải đã đi trước đến đây. Đấy. Thì hôm nay thì mình sẽ vào tìm nhà trưởng thôn. Đấy. Nếu trưởng thôn sẽ xem hỏi xem là bắc cái đường điện vào đến đây là có đắt tiền không, và dân của ở đây thì là phải mỗi nhà phải đóng bao nhiêu tiền thì mới đủ. Hôm trước là anh Hải hình như có hỏi một người rồi phải không? Anh à? Hả? Họ bảo là như nào? Thế à? Thế là dân là đóng dân là không đủ tiền để đóng điện để mua điện vào đây được. Đấy. Tại vì bản này nó lại là chia ra thành 250 hộ. Nhưng mà ở đây có một nhóm nhà thôi và đi vào trong sâu trong kia. Đấy, cái chỗ nhà trắng trắng nha. Đấy. Trong đấy lại có mấy hộ trong đấy nữa. Nên là tổng là 50 hộ đấy, ở khu vực này chưa có điện. Và ngay sau kia thôi chính là một cái thủy điện rất là lớn, đó là thủy điện Nho Quế. Đấy. Ở trên Mèo Vạc là có 3 thủy điện luôn. Đấy. Nhưng mà khu vực này thì lại đường xá và núi non nó hiểm trở quá, không thể mang điện được vào đến nơi được. Đấy. Thôi thì bây giờ mình sẽ xuống và hỏi tìm trưởng thôn nhé. Đấy, dưới này họ đang làm nương này. Đó. Lâu phải lâu lắm thì ở những cái vùng như này thì mới có được những cái mảnh đất màu mỡ như thế kia đấy. Bây giờ việc đầu tiên thì anh em mình phải cần tìm trưởng thôn trước, thì trưởng thôn thì mới biết được cái nhà nào nghèo, nhà nào khổ đấy, nhà nào vất vả đấy. Thì bây giờ thì sẽ đi tìm nhà trưởng thôn đầu tiên nhé các bạn nhé. Anh thử hỏi cái bà này xem là nhà có phải nhà ở khu này không? Có trưởng thôn ở đây không? Trưởng thôn tuyết dưới mà. Dưới kia? Không nọ hỏi đấy. Không nọ hỏi cả. Không nọ hỏi đấy là có trưởng thôn dưới đấy à? Chúng tôi sẽ đi thẳng vào đằng trong kia nữa để hỏi xem nhà trưởng thôn chỗ nào đây. Quý đá núi chập trùng rồi, cảnh thì rất là đẹp các bạn, nhưng mà ở đây thì không đẹp tí nào. Toàn đá. Ở đây phải nói là đến 80% là đá, còn đâu đất thì rất là hiếm. Nhiều đá lắm. Ở cái bản này đá nhiều hơn đầu người. Từ cái đường lớn vào đây thì khoảng tầm độ 5 cây. Đến 5 cây đấy nhỉ? Đấy, 5 cây đấy. Đấy, 5 cây số. Thì không biết là đường điện thì kéo nó có đắt không. Nhưng mà cũng chưa được gặp để trưởng thôn để hỏi. Đấy, nhà của họ kìa. Đấy. Nhưng mà rất hiếm hoi khi mới thấy được những cái bãi đất như kia. Còn đâu chủ yếu là đá này. Con nhìn xem. Đá kia không? Dường như là canh tác của họ rất là vất vả cuộc sống ấy. Đấy. Đá dã man không biết diễn tả nữa. Đang đi trồng ngô. À anh hỏi luôn đây đi. Ờ? Cái chỗ đó. Ở bốn hoa chưa rõ này giờ lúc chơi thử. Ờ? Chưa rõ lúc chơi ở ô nó lại cây nào.
đó là cái đuôi sọc to, đuôi non ta, to là con chuột kiếm tọp phải sọc chế, đuôi cái cần đồ khi con chuột tọp phải sọc chế mà đuôi cái thì cứ lúa đã cho xong á, lúa đã cho cắt xong á, lúa lúa non ta rồi, lúa non ta, lúa lúa pe pe lúa, lúa phải sọc cho xong mà, lúa sọc đừng thấy đồ mà, lúa lúa non ta chứ, lúa chỉ lúa lúa còn cái lúa non ta chỗ nào? Ở kia kia, ở chỗ mặt xanh kìa, nhà giữa kìa. Ờ thế đi, xuống dưới đấy. Rồi cảm ơn nhá. Bảo cho chuyện gì nhau đi. Ờ. Tí cô có cổ tay đó nhá. Ờ. Em bảo mà cho à? Ừ. Nhà trưởng thôn là cái bạt xanh kìa. Đấy, bạt xanh. Quây bạt kìa. Ờ. Bây giờ thì sợ trưởng thôn không có nhà rồi. Nhờ. Nãy hỏi anh Nam Trần Ngô đây, anh bảo là thấy sáng nay về nhà rồi mà. Không biết đi đâu về ngoài kia vào. Thế à? Chắc ở nhà đó. Thấy đá sợ không? Đá ngồi lên nhau. Ở đây thu nhập bình quân của đầu người của họ thì chắc là quá thấp thôi. Một ngày thì không biết là họ làm ra được 1.000 đồng không? 1.000 đồng nhỏ nhoi, bé tí. Đây, nếu mà ở đây thì làm sao mà ra được? Đấy. Chả hiểu là có làm chủ yếu là tự sản tự tiêu thôi. Úi, đá sợ không? Điểm trường này. Đang tiếp cận gần đến nhà trưởng thôn rồi nhá. Nhà trưởng thôn ở đây có giàu có. Không có gì đâu, bạt xanh kia còn nghèo chứ. Nhờ, che bạt đi kìa. Nhà vẫn còn phải che bạt đi kìa. Xanh này nào. Phải nhà trưởng thôn đây không? À phun hoa mẹ. Chưa rõ lúc trẻ lúc thử mày. Chưa rõ này. Luôn đã, luôn luôn đã nào. Ờ, để nhau trẻ nhau đi. Sao? Không có nhà. Tên là gì? Trưởng thôn tên là gì? Trưởng thôn tên là gì em? Thỏ Mí Lía. Thỏ Mí Lía à? À, cũng tên là Lía. Thỏ Mí Lía rồi. Thỏ Mí Lía. Thỏ Mí Lía. Đây à? Anh. Nhà trên chứ. Sao đứng hờ hững này? Đâu anh cho xe vào cái này. Nhà đâu? Đây á, à, trưởng thôn đây á. À? Nhà đây á. À? Nhà rồi. Thì đóng cửa rồi. Nhà trưởng thôn đây. Vách nứa rồi. Anh thử gọi nào. Đây này, có người trong nhà dưới này này. Hello. Hello. Anh là kém. Đi chỗ chè lúc này hả? Nói cho chè nhanh. Nhanh không? Nhanh hả? Nhà khổ thế. Anh là chè. À, có nhà kìa. Trưởng thôn à? À. Có thằng tôi á. Được. Qua đây này rồi. Tắt tí rồi. Chưa còn. Ô, anh cầm gói kẹo lên. À thôi, lấy mì. Tí nữa đi, hỏi. Úi dồi ôi, đường lên nhà. À, có đường kia. Đây à, nhà trưởng thôn đây à? Vâng ạ. À. Trưởng thôn tên là gì? Lý. Lý à, bao tuổi rồi? 30. 30 tuổi à? À.
vẫn còn phải bưng bằng ấy thế này, vách tre vách nứa thế này nhà. Đây là vợ à? À, cho mình hỏi chút là ở đây ấy thì đã ấy chưa, đã họp về điện chưa, điện các bạn đã ấy chưa? Chưa triển khai về điện đâu. Chưa à? Thế tưởng là hôm trước anh Hải hỏi là bảo là có người bảo là họp rồi nhưng mà đắt quá không đủ tiền. Thì cái này thì nghe cô là bảo là mỗi hộ thì phải dỡ khoảng 10 triệu như thế thì có một số dân là nó không đủ tiền là mỗi người mỗi hộ 10 triệu à? Vâng. À thế à. Trước họ bê điện thì người ta bảo thế. À để kéo được đường điện vào ấy. Để nó mới bắt đầu chuyển mùa mà sao? Năm hộ còn 9 hộ mới thì là đang họp bàn lại. À, nhà ở đây là tổng là có 50 mấy hộ. 50 hộ là cũ nhưng mà vừa mới tách mới là vào 9 hộ, 7 hộ đấy. Hai hộ là một hộ là mồ côi này, một hộ là mồ côi á? Mồ côi ở chỗ nào? Vẫn ngay đây. Tí nữa bạn dẫn mình đi đến hộ mồ côi nhá. Có một người con à? Hai đứa. Hai đứa mồ côi á? Vâng, hai đứa mồ côi với lại một hộ là người già cô đơn. Người già cô đơn à? Vâng. Người già cô đơn là một mình ấy. Vâng. Không có con cháu gì hết. Vâng. À. Thế còn một hộ nữa là cô mồ côi à? Vâng. À, mồ côi là bố mẹ bị sao? Bố thì chết, mẹ thì đi Trung Quốc rồi. À, thế à? Rồi. Em tháo một tôm lên, lấy bộ một tôm lên đây. Bảo tháo một ấy ra đây lấy một thùng mì tôm lên đây cho trưởng xóm. Nhà em là có mấy người con rồi? Em chưa có đâu. Chưa có người, chưa có con á? À? Vâng. Sao chưa có người nào á? Chưa có. Chưa có em bé nào? Chưa có. À. Lấy nhau lâu chưa? Lâu rồi anh ạ. Thế là khó có con à? Vâng. Đây 10 năm rồi. 10 năm rồi á? À. 10 năm, thế có uống thuốc gì không? Thuốc nam, thuốc thuốc gì lấy không? Chưa tìm một ý thuốc gì cả. Đi khám cũng chẳng có gì. Thế à? Đi khám họ bảo như nào? Không vấn đề gì, khỏe mạnh bình thường. À, lấy nhau 10 năm rồi. À, thế là em ra đây ở lâu chưa? Em vào đây gần 8 năm rồi. 8 năm rồi à? À, có học hết lớp 12 không? Học em lớp 9 rồi. Học đến lớp 9 à? Vâng. À. Thôn này là có bao nhiêu hộ nghèo? Hộ nghèo là trên 20 hộ. 50 hộ là trên 20 hộ nghèo. À. Ngân sách thì trên bình thường em thôn có mì tôm nhá. Ờ cho một mấy mấy hộp nhỉ? Mình mang vào mấy hộp nhỉ? 6. 6 hộp à? Ờ thế thì tí nữa bạn dẫn mình đi nhà người già cô đơn này. Rồi là ngựa nhà của mồ côi này. Mấy cả con nhà nào nữa không? Hả? Còn nhà nào nữa không? Ừ, chỉ có hai nhà thôi. Hai nhà thôi à? Vâng. Ở đây là có một nhà mồ côi này và một neo đơn à? Vâng. À. Thế còn nhà nào cực nghèo nữa không? Nghèo á? Ừ. Nghèo thì... Như nhà trưởng thôn như này đã gọi là nhà nghèo chưa? Nghèo rồi đấy. Cũng là nghèo trong, lắm rồi. Cũng là hộ nghèo à? Vâng. Có hộ nghèo không? Năm nay, năm ngoái thì... Mình trưởng thôn thì người ta bảo là không cho bảo nghèo nhưng mà từ năm ngoái mình trở lên đến nay là xét lại về là cũng cho rồi họ nghèo. Ừ, nhà như này mà còn bảo là không cho nghèo thì ấy quá. Mấy năm trước thì người ta bảo là trưởng thôn thì không cho bảo nghèo nhưng mà năm nay là à, năm nay lại được đúng không? Trước là trưởng thôn là không được nghèo à? Không được nghèo đâu. À. Thế thì bây giờ mình bạn dẫn mình đi nhà nào gần trước nhỉ? Hả? Có nhà nào gần gần trước?
Nhà một cô là ngay trên này. Ngay đằng sau này luôn á? Đằng sau này luôn. Đi đường nào lên? Đi đường này. Thế gió lại quay xuống lấy một cái ấy cho anh. Lấy một cái hai thùng mì tôm lên. Mì tôm lên cho nhà mồ côi đấy. Thế nhà mồ côi ở đây đã có đoàn từ thiện nào vào đây bao giờ chưa? Nhà mồ côi là chưa vào. Chưa vào bao giờ à? Chưa vào bao giờ. À, ừ, thì... Máy vào thì chưa vào mấy cái hộ nghèo đó. Chưa vào nhà mồ côi. Chưa vào nhà mồ côi à? Nhà người ta có là chưa vào. À, người già. Ông người ta có đây, cái đấy là nó cũng được hưởng là hàng tháng. Hàng tháng được hưởng bao tiền một tháng? 420 sao? 420 một tháng à? Vâng. À. Này, anh xé cái này ra để tí nữa đi dọc đường có trẻ con thì cho kẹo. Cầm lấy thôi. Cái con này chết rồi mà tao cứ nhé, không được tao dạng nó đứt. Ừ. Chết thiệt chứ. Kia là lợn, lợn à? Vâng. À. Mấy con lợn nhà em, có mấy lợn? 5 con rồi bé. À. Còn bò có không? Không có à? Một con nhỏ. Bò đây à? Nhỏ nhỏ đây à? Bé quá, bò bé nhỉ? Vâng. Bé tí. Thế nước ở đây có thiếu không? Thiếu đấy. Ừ. Mùa tháng trước thì cảnh dân ở dưới này thiếu hết. Thiếu hết à? À. Ở đây cũng mua được cả bồn nước vào đây này. Không, cái này cả hai cái này em xin về đấy. Xin à? Ở đâu mà ra nhiều này mà xin được? Cái này chưa là nó cho cái bộ bờ sông ấy, là ở dưới kia là nó có nguồn nước đây, nhưng mà nó không dùng thì mình xin. À, bây giờ nó có nước rồi là mình xin về à? À. Đây ở nhà mồ côi ngay sau này à? Đi vòng ra đường trước à? Thế đi. Đang ngang phải đi xuống dưới kia gì? Hả? Đi ngay à. Đây có cái gì đây? Hả? Cái này cái gì? Cái này á? Ừ. Thịt. Thịt à? Thịt bò phải không? Thịt bò là để làm khô cơm xong là nấu cám chi rồi. À. Ô, hai hộp mà. À này. Sao chứ? Sườn đấy để xem thế. Ô, vẫn phải đi xuống à hay đi sang bên này anh? Đi sang bên này. Trường thôi. Đâu, lên xem nhà. À, em hai em mồ côi trước. Ừ. Đường nào ấy trưởng thôn dẫn đi. Cứ đi thẳng đấy. Cứ đi thẳng đây à? Thế bình thường họ lên nhà kiểu gì? Đi được ngày á? Không, nó đi nó có đường dưới này mà. Đường nào? Đường dưới này. À. Đi làm hay đi đâu thì cũng... Đây à? Anh chưa. Đâu chết rồi. Ngon chưa?